Kính thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, vừa qua tại Buôn Đờ Rao, xã Chư Né, huyện Crong Búc, tỉnh Đắk Lắk, có một số người đã mắc mưu nghe theo các đối tượng phun rô phản động lưu vong bên ngoài, đã bỏ buôn làng vượt biên sang Campuchia với lời hứa sẽ được đưa đến nước thứ ba có cuộc sống giàu sang sung sướng hơn. Nhưng sự thật, đó chỉ là ảo vọng. Sau khi bị lừa sạch tiền, họ đã trở về với quê hương buôn làng Tây Nguyên. Buôn Đờ Rao, xã Chư Né, huyện Crong Búc. Đây là gia đình chị Y Brúc Mờ Lô, gia đình chị vừa từ Campuchia trở về. Trước đây, năm 2016, do nhẹ dạ cả tin, nghe theo lời kẻ xấu phun rô lưu vong, vợ chồng chị Hờ Brúc Mờ Lô đã đưa cả hai đứa con nhỏ vượt biên sang Campuchia, theo lời hướng dẫn của chúng. Lúc đầu, các đối tượng phun rô hứa khi qua Campuchia sẽ được đưa sang nước thứ ba có cuộc sống giàu sang sung sướng hơn. Vì vậy, lúc đó vợ chồng chị đã bán tài sản của gia đình lấy gần 100 triệu đồng để mang theo. Nhưng khi qua Campuchia, hai vợ chồng chị bị chúng lừa lấy hết 100 triệu đồng, rồi bỏ rơi cả gia đình chị sống chui lủi, khổ cực trên đất Campuchia. Điều đau buồn hơn nữa là chồng chị đã bị bệnh nặng và chết ở Campuchia. Trước đây là tôi có nghe theo lời kẻ xấu, tôi đi theo chồng tôi đi qua bên kia thì tới Campuchia thì không được đi ra ngoài, không được đi làm ở ngoài, người ta hỗ trợ đồ ăn, đồ uống, ở được vài năm ở bên kia. Chồng tôi ốm đau, rồi sau đó là chồng tôi mất đi ở bên kia luôn. Sau khi mà chồng tôi chết đi thì tôi ở lại thêm 2 năm nữa là tôi gọi điện cho người nhà, còn chính quyền địa phương ở Việt Nam tôi là muốn về. Sau đó thì ở bên Việt Nam thì cũng tạo điều kiện cho tôi về đoàn tụ với gia đình ở bên Việt Nam. Sau khi tôi về tới nhà thì chính quyền địa phương tại tôi ở cùng quan tâm về đoàn tụ với con, với cháu, với bà con của tôi tại Buôn Đờ Rao. Khi mà tôi về tới nhà thì tôi rất là vui mừng, thì bà con xung quanh thì cũng phấn khởi. Ngoài gia đình chị Hờ Brúc Mờ Lô, thời gian qua trong Buôn Đờ Rao, xã Chư Né cũng còn một số gia đình khác do nhẹ dạ cả tin đã bị các đối tượng xấu lừa vượt biên sang Campuchia. Không biết nói sao thì vợ nghe bố nói đi muốn đi là vợ nói là vợ đi Campuchia rồi đi nước thứ ba. Không biết đi nước thứ ba người ta nói đi Mỹ vậy thôi. Ông kia thì làm việc thì không cho ra ngoài vì không biết tiếng Khmer. Từ chuyện lầm lạc đi vượt biên theo lời kẻ xấu của một số người trong Buôn Đờ Rao, xã Chư Né, nên thời gian qua, các già làng, trưởng buôn ở đây cũng rất buồn lòng. Tôi thấy là rất đúng. Thì có một số thì vượt biên đó, thì trở lại trở về, thì về hai bàn tay trắng. Không có cái gì, mấy cái thằng lưu vong tại Mỹ là lừa cho bà con để vượt biên qua nước ngoài Campuchia hay là Thái Lan á, thấy không có đúng vì ông là nói dối, nói xấu chính quyền, nói xấu cho quốc gia, lừa dối thôi, không có đúng. Bản thân của tôi gia làng này thì mấy năm rồi, thấy là tôi bức xúc lắm vì không ổn định. Hiện nay thì cũng hiện đại, cũng là sử dụng bằng điện thoại, kích động từ bên ngoài để nói là nói xâm xì cho bà con để nó tức trong cán bộ, rồi mất đoàn kết. Tôi thì tôi thấy đó, từ năm 2001 đến giờ chẳng có kết quả gì hết, chỉ là cái rắc rối. Ông này, ông kia kích động cái chiến tranh phá hoại. Cầu khuyên như thế này, dân nó đừng có nghe đi. Mình ở trong nhà mình, đó là mình là chủ. Mình đi ngoài, nước ngoài thì người ta thì chủ nhà. Mình là cũng như là người lao động cho họ. Đến giờ phút này là trong thời gian được Đảng Nhà nước quan tâm cho bào đồng bào dân tộc thiểu số đã lo làm ăn, phát triển kinh tế. Nhưng mà mấy ngày gần đây là có một số người nhẹ dạ cả tin nghe bọn phản động phi rô để trốn Campuchia và Thái Lan để làm ăn. Nhưng mà thực chất đấy là bọn nó lừa phỉnh, lừa gạt đồng bào dân tộc thiểu số. Nhưng mà thực chất đấy, tới đó chỉ không biết làm ăn thôi.
ngay cả trong trong buôn làng trong tỉnh Đắk Lắk này mà đã phát triển tế nhưng mà lo làm ăn thì là không nghe, mà đi cái bọn đó để nghe. Chúng tôi cho rằng đã cái nghe bọn đấy chỉ có một là chia rẽ đồng bào dân tộc thiểu số giữa kinh và đồng bào dân tộc chỗ, và đặc biệt là nghe những cái chiêu bài là tôn giáo dân tộc và tôn giáo. Sự cái việc đó là không phải mới đây, mà thực chất mà trước đây anh em trong buôn làng đã nói nhiều về vấn đề này, nhưng mà một số hiện nay vẫn còn cái việc đó. Cho nên chúng tôi cho rằng đấy là cái việc bức xúc của hiện nay. Người ta đương làm ăn phát đạt, có làm ăn qua của cải vật chất. Chúng tôi cho rằng đó là việc làm ăn tốt cho đồng bào, nhưng mà hiện nay có một số đồng bào như thế. Cho nên chúng tôi mong rằng đồng bào không nghe và không theo và không tin những cái bọn đấy, là đấy là phá hoại kinh tế. Hiện nay là đồng bào dân tộc liên án cái việc đó, bọn đó. Qua câu chuyện trên đây của một số người lầm lạc ở buôn Đờ Rao, xã Chư Né, huyện Krông Búc, tỉnh Đắk Lắk, đồng bào ở các buôn làng Tây Nguyên cần lưu tâm nâng cao cảnh giác để phòng tránh bị kẻ xấu và các đối tượng phản động phun rô lưu vong lừa mị, xúi xục kích động, dẫn đến tiền mất tật mang, đi làm những chuyện sai trái với buôn làng. Thậm chí có trường hợp còn bỏ mạng nơi đất khách quê người như chồng của chị Hờ Bờ Rúc Mờ Lô ở buôn Đờ Rao, xã Chư Né, huyện Krông Búc, tỉnh Đắk Lắk.